Hey, đẹp trai mã số 03 đến từ Bắc Giang, ok. Thế mày LTN lại quyết định làm mỗi thử thách gọi là cực kỳ là kinh dị luôn nha. Đấy thì như anh em vừa được nghe cốt truyện ấy, thì con quái vật Kini Winnie này được tiêm một cái loại vaccine khiến nó trở nên rất là mạnh mẽ luôn, không ngán bất cứ một con quái vật nào luôn, ngay cả con Bobby với cả con Huggy nha bạn. Thì như mình được xem trong phim ấy, thì con Kini Winnie này là một con đối thủ chuyên kiếp của con quái vật Huggy với con quái vật Bobby nha bạn. Bởi vì khi con Kini Winnie này mới được sinh ra đời thì nó đã có một cái ngoại hình rất là kỳ dị rồi, không giống một ai cả, nên là ba mẹ nó là Huggy đã vứt bỏ nó đi, không muốn nuôi nó nữa, nên là nó rất là ghét. Còn búp bê Bobby thì đã nhìn thấy Kini Winnie và mang nó về nhà, tiêm cho nó một loại thuốc độc nhằm giết nó để làm thí nghiệm. Nhưng mà rất là đen thay, Kini Winnie vẫn không chết, mà ngược lại nó còn đem trong mình một cái dòng sức mạnh hủy diệt. Mà giờ đây kiểu như nó vẫn đang tìm Huggy và Bobby để trả thù anh em ạ. Thì dựa trên cái cốt truyện đấy thì hôm nay LTN sẽ tạo ra một cái game show gọi là cực kỳ là uy tín luôn. Đấy, anh em thấy chưa, cái thằng áo đen đứng ngay cạnh mình ấy thì sẽ là Kini Winnie nhá, còn lại sẽ là người chơi phải đi trốn nhá. Luật chơi là anh em chỉ được trốn trong khu vực kiểu như khu dân cư ấy thôi, ai mà chạy ra ngoài thì sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc chơi luôn nhá. Đấy thì luật chơi chỉ có như vậy thôi. Thằng Kini Winnie này mày có dám chơi không? À đù, thằng LTL kia mày nghĩ tao là ai? Úi giời, dám ba game show rồi tao chơi luôn sợ gì. Nhưng mà nếu mà tao tìm thấy hết thì tao có được cái gì không đây? Game show của tao mà, tất nhiên là có chơi là có thưởng rồi. Nếu như mày tìm thấy hết trước khi bo thu vào ấy, thì tao sẽ tặng mày 10k kim cương. Còn nếu mày không tìm thấy hết ấy, thì mày sẽ mất tao cái ạc của mày. Mày có dám chơi không? Ôi giời, dám ba game show chơi luôn sao gì? Ok nha, thế là mày đã đồng ý chơi game show rồi nha. Tí nữa mày sẽ nhắm mắt ở cái cột biển quảng cáo kia, còn bọn tao sẽ đi trốn. Nhớ là đừng có tí ý nha, mày mà bật cái anten lên thì hơi mệt đấy. Ok tất cả anh em nha, thì bây giờ LTN sẽ kiểu như là ra hỏi người chơi để xem có sẵn sàng chơi anh em ạ. Chứ không tí nữa mấy thanh niên này mà kiểu như nhặt súng lên bắn nằng nhằng cả thì hơi mệt đấy. Đấy thì anh em nào muốn chơi những game show vui vẻ này cùng LTN ấy, thì trước hết là anh em phải bấm like và đăng ký kênh đã. Sau rồi anh em comment lời chúc xuống, LTN sẽ chọn ra vài bạn ngẫu nhiên để cho vào Discord để tham gia game show nha anh em. Đấy thì luật chơi và cách thức chơi thì LTN cũng đã đề ra rồi. Thì bây giờ LTN sẽ ra hỏi những người chơi kia xem có đồng ý tham gia game show và đã hiểu luật chơi chưa nhá. Không tí nữa mà kiểu như là chạy ra tận thung lũng thì hơi mệt đấy anh em ạ. Đấy anh em thấy clip này mà hay thì anh em chỉ cần bỏ ra 3 giây để anh em bấm cho LTN một like nhá. Đừng quên là kiểu như đăng ký kênh để LTN sẽ ra nhiều video hay hơn như này nữa nhá. Đấy thì anh em cũng đừng quên là nhớ xem đến cuối clip nhá. Bởi vì một tí nữa LTN cũng sẽ ra mỗi câu hỏi cho tất cả những anh em xem video là nhận quà nhá, chứ không phải là chơi game mới được nhận đâu, mà anh em xem cũng được nhận quà nhá. Ok nhá, thì không linh tinh luôn thuyên nữa, thì bây giờ anh em nào kiểu như là đồng ý tham gia game show và hiểu luật chơi rồi thì đứng lên ngồi xuống nha nào. Điểm danh từ trái sang phải nào. Anh em nào hiểu luật thì đứng lên ngồi xuống, nhấp nhô tô cô nào. À đù, cái thằng áo vàng ấy chưa hiểu luật anh em. À hình như là nó nghe tiếng rồi anh em ạ. Tưởng nó chưa nghe tiếng thì mình cho nó phát đấm vào đầu luôn. Ok thì tất cả anh em đã hiểu luật rồi thì DJ lên cho anh bản nhạc hot nhất hôm nay. Dừng. Thằng Kini Winnie quẩy sung thế anh em nhỉ. Thằng quái vật này mày ra nhắm mắt nhanh cho tao. Ra đây, mình theo tao. Vai trưởng ở đây, đang làm quái vật đây còn quẩy sung thật đấy anh em ạ. Đấy, bây giờ mày sẽ ra nhắm mắt ở đây để bắt đầu bọn tao đi trốn nhá. Đấy, mày không được tí ý đâu nhá, đứng dậy nhắm mắt ở nơi. Ui chết rồi anh em ơi, giết zone trên đầu anh em ơi. Vãi trưởng thật, nhắm mắt nhanh lên không tí giết zone nổ chết hết bây giờ. Ok đúng rồi, nhắm mắt đấy đây. Bây giờ ta sẽ ra kiểu như hỏi xem anh em đã chuẩn bị sẵn sàng đi trốn chưa. Anh em sẵn sàng hết chưa? Đúng phải anh LTN đẹp trai nhất FIFA không? Đúng thì đứng lên ngồi xuống nào. Đấy anh em thấy chưa, đúng rồi thì bây giờ đi trốn nhanh lên này. Bắt đầu rồi, 5, 10, 15, 25, 45, 55, 66, 67, 70, 75. Anh em trốn hết chưa? Trốn hết kỹ chưa? Để bắt đầu nó đi trốn anh em ạ. À, để nó đi tìm này. Ok, đi tìm đi. Ôi, thằng kia, ui dồi ôi. Chết toài nó rồi. Ui, con này nó bất tử anh em ạ. Nó không chết luôn kìa. Đấy, đi tìm đi. Trốn hết rồi đây. Đi tìm đi mày ơi. Con nó vẫn chưa đi tìm kìa anh em. Ui, mong là nó không lên đây. Ui, nó đi tìm rồi anh em ạ. Ui, nó hình như nó chạy thẳng ngay đây anh em ơi. Ui, vãi trưởng ở đây. Bây mình sẽ trốn luôn đây nhá. Mong là nó không thấy mình nha bạn. Mong là kiểu như mình ẩn thân chi thuật trên này. Nó mà ra đây nó thấy mình là mình chết đầu tiên thôi nha bạn ơi. Cầu mong là nó không thấy mình nha bạn. Mình nhẹt đến chân ở đây nha bạn ơi. Gần nắm ở đây rồi. Không biết nó nên chơi. Ui đây rồi, đây rồi. Thằng này nó ngu rồi nha bạn. Mình ngồi nù đây nó không thấy. Ui dồi nó không ngoảnh lại đâu nhỉ anh em. Ui may quá anh em ơi. Thoát này mình sẽ chạy ngay sau đít nó nha. Đấy mình nhìn xem nó đâu. Chứ bây giờ ngồi một chỗ nó rất là nguy hiểm anh em ạ. Anh em biết là chơi trốn tìm ý, thì mình cứ kiểu như là chạy sau đít cái thanh niên mà đi tìm ý thì sẽ không bao giờ bị tìm thấy luôn. Đấy anh em cứ kiểu như áp dụng cái luật chơi này vào ấy. Nếu mà sai cứ bảo anh LTN chỉ nhá. Đấy, nhưng mà chắc chắn là không bao giờ sai luôn. Ui
Nó giết một thằng rồi anh em ạ. Anh em thấy chưa? Ảo ma Canada đấy nhỉ. Mình mong là trận này kiểu như là mình sẽ là người trốn thoát cuối cùng để mình kiểu như là lấy được cái ảo của nó để review tặng anh em ở clip ngày mai nhá. Ui nó lên nhà lờ kìa anh em. Hình như là con Kini Winnie này vừa lấy mẹ mối thanh niên nào đó ở nhà lờ anh em ạ. Vãi trưởng thật đấy. Mình ngồi lù lù đây mà nó không nhìn thấy luôn. Nó mà nhìn thấy mình thì gọi là cụ đi giờ ngọ gọi chân lạnh toát luôn anh em ạ. Đấy thì bây giờ LTN cũng sẽ ra cho anh em mối thử thách để anh em xem đỡ chán nhá. Đấy thì bây giờ LTN sẽ đố anh em nào kiểu như là nhắm một mắt lại bấm like được đấy. Đấy anh em nào kiểu như mà làm được thì anh em comment xuống nhá. Và anh em nào không làm được ấy thì anh em đăng cái kênh của LTN đi, bởi vì là anh em kiểu như là quá là cùi luôn. Đấy mình kiểu như là nhắm hai mắt mình còn bấm like cơ. Bởi vì là kiểu như là hôm nay LTN mới đọc được cái bài báo anh em ạ. Thì trong cái bài báo thì ghi là kiểu như là anh em nào mà nhắm hai mắt mà bấm like được ấy thì anh em đấy là một người rất là tài giỏi luôn. Vừa tài giỏi lại còn đẹp trai mà khoai lại to nữa. Đấy. Thì anh em đấy có một cái trực quan thứ 6 ấy, có nghĩa là nhắm hai mắt mà vẫn làm việc được ấy. Đấy thì anh em nào là một trong những người có trực quan thứ 6 ấy mà anh em nhắm hai mắt mà anh em vẫn làm việc được ấy, vẫn bấm like được ấy thì anh em comment xuống cho LTN biết nhá. Bởi vì là những người như thế rất là hiếm thôi anh em ạ. Đấy thì không linh tinh như Thuyên á thì bây giờ LTN sẽ kiểu như là đi ngồi xuống đây để đi tìm thanh niên đấy đã. Ôi nó giết một người trong nhà kia rồi anh em ơi. Không biết là liệu nó có tìm ra mình hay không anh em ạ. Mình nghĩ là kiểu như con này nó chạy qua rồi thì nó sẽ không chạy quay lại đâu. Mình mong là nó không có trực quan thứ 7 anh em ạ. Bởi vì là trực quan thứ 7 thì có thể kiểu như là cảm nhận được những cái tiếng chân từ rất xa anh em ạ. Đấy nhưng mà chưa, mong là nó không có trực quan thứ 7 bởi vì trực quan này rất là kiểu như ít người có anh em ơi. Đấy mình nghe trong phim như thế rồi chứ mình không biết là ngoài đời như thế nào. Đấy bây giờ mình sẽ kiểu như là chôn nó ra ấy, kiểu như là xem nó có ngu không anh em ạ. Đấy hay là nó kiểu như không có trực quan nào anh em ơi. Đấy mình sẽ ngồi ở cái bụi cỏ đấy nhá. Để một tí nó chạy qua xem nó có phát hiện mình không. Chứ mình nghĩ là cái con Kini Wini nó rất là ngu anh em ạ. Nên nó không bao giờ biết mình ngồi đây luôn. Đấy mình ẩn thân chi thuật anh em ạ. Cái đầu đỏ chót này ấy, mình nghĩ là nó chắc là nó không biết đâu anh em ơi. Đây đây nó đây rồi. Đây cùng kiểu như chôn nó ra anh em. Đấy mình thấy chưa. Đấy không biết là nó có chạy qua đây không anh em ơi. Chết toi rồi anh em ạ. Ủa trên rồi nó quay lại đây rồi. Hình như là nó có trực quan thứ 7. Nó có phải không nhỉ? À đủ. Ui rồi nó mù rồi anh em ơi. Mình ngồi lù lù ấy nó không thấy anh em ạ. Ủa vãi trưởng nó chạy qua không nhỉ anh em. Nó chạy qua đi tìm nhá. Hình như là nó kiểu như nó biết mình ở đây hay là kiểu như nó nghe tiếng mình ở đây nhưng mà nó không nhìn thấy mình anh em ạ. Vãi trưởng ở đây. Mong là nó kiểu như nó không quay lại nó cho mình nhét xoạt anh em ơi. Bây giờ ấy thì mình nghĩ là mấy thanh niên trong trận này đang rất là run rồi anh em ạ. Chỉ còn 6 người thôi. Đấy mấy thanh niên kia mà được top 1 ấy kiểu như mà sống sót cuối cùng ấy thì mấy thanh niên đấy cũng được cái ạc của thanh niên kia nhá. Đấy thì mình mong là mình là người sống sót cuối cùng để mình lấy được cái ạc đấy mình review cho anh em. Thì mấy thanh niên kia mà được thì thôi ấy. Anh em mai không có clip xem đâu. Ôi buồn lắm anh em ạ. Đấy mong là mình sẽ trốn thật kỹ nhá. Anh em ủng hộ mình bằng cách bấm một nút like như nào. Đấy bây giờ mình nghĩ là kiểu như là chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất anh em. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nha bạn, mình sẽ lên nóc nhà mình nằm luôn. Đấy, thanh niên kia chắc chỉ đâu đó bên nhà. Ui rồi, nó giết một người trên bên nhà nhiều lỗ kìa anh em. A à, đù, may quá mong là nó không ra cửa sổ nó nhìn thấy mình nha bạn. Thế bây giờ nó nhìn thấy mình là thôi, cụ đi giờ ngọ gọi là không cứu được. A à, nhảy xuống rồi kìa anh em. À, nhảy xuống sang bên kia tìm rồi quay nhà xe rồi anh em ơi. Trời ơi đẳng cấp luôn anh em thấy chưa. Chỗ nguy hiểm nhất lúc nào cũng là chỗ an toàn nhất. Nên là anh em cứ kiểu như là trốn những cái chỗ kiểu như nguy hiểm tí. Nó sẽ không kiểu như không để ý thôi anh em ạ. Anh em thấy chưa. Nó chạy qua nhà đổ xăng rồi anh em ạ. Mình nghĩ là nó sẽ đổ xăng để nó đi tìm cho nó nhanh ấy. Chứ bây giờ nó chạy bộ kia hơi mệt đấy. Mong là kiểu như nó không tìm đến mình anh em ơi. Hay bây giờ mình sẽ kiểu như là đi sau đít nó nhá. Vẫn là như cái chiến thuật ban đầu anh em ạ. Chạy ngay sau đít. Bởi vì nó sẽ không bao giờ chạy quay lại luôn. Nó chỉ kiểu như đi tìm vòng thôi. Đấy, mình kiểu như mình hay chơi tiếp tìm ở ngoài đời. Mình cũng hay chơi ở đấy anh em ạ. Đấy anh em kiểu như là xem ở qua cái video này thì anh em học được cái bài học đấy. Thì anh em chơi với bạn bè thì anh em cứ chơi kiểu đấy nhá. Sẽ không bao giờ bị tìm thấy luôn. Giờ mình thì cứ ngồi đây thôi anh em ạ, đợi kiểu như là cho thanh niên này tìm nốt 3 người còn lại. Cả mình là 4 nhá, nhưng mà chỉ cần tìm thấy 3 là mình thắng rồi anh em ạ. Thì 3 thanh niên kia cũng là 3 bro laser ấy, trốn rất là kỹ luôn. Đấy thanh niên kia mình thấy là Kini Winnie tìm được một vòng này mà vẫn chưa thấy ai anh em ạ. Vẫn chưa thấy ai chết luôn. Đấy không biết, à đây rồi đây. Ui dồi thôi, mày qua nó không nhìn qua đây anh em ạ. Nó mà nhìn qua cửa sổ ấy thôi, không ai cứu được mình anh em ơi. Ui đâu hết rồi, đâu hết rồi. Ui á, thằng này chạy lông nhông mày chết toi rồi. Mày quả lại toang rồi anh em ạ. Anh em nhìn này, ghét soạt anh em thấy chưa. Đấy, chạy ngu là chết, cứ ngồi đấy có phải là sống không. Đấy, mày anh em thấy chưa. Nước đi rất là khôn ngoan từ vị trí của ui. Ui, hình như còn một mình với một thằng nữa anh em ạ. Ui, chết rồi, sắp giành top 1 rồi anh em ơi. Cố lên, sắp chiến thắng rồi. Hồi đi vào bo rồi, vào bo rồi, vào bo chuồn thôi anh em ơi. Đấy thì bây giờ mình lại chơi cái bài cũ nha anh em. Đấy, mình thấy nó rồi nhá. Bây giờ mình sẽ kiểu như là tìm cái chỗ bụi quả để mình nấp nhá. Đấy, không biết xung quanh này có chỗ bụi quả không để mình ẩn thân nhỉ anh em. Thằng này nó rất là ngu anh em ạ. Nó mình cứ chúi ở bụi quả cái đầu mình đỏ loằm này thoát ra nó không biết luôn. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái bụi quả nhá. Thì mình nhớ là hình như gần đây có một cái bụi quả anh em ạ. Không biết phải không? Ở đây anh em ạ. Đúng thật rồi. Đấy bây giờ mình sẽ nằm luôn đấy nhá. Mình sẽ không ngồi nữa, ngồi thì rất là nộ luôn đấy. Mình sẽ kiểu như là nằm xuống nhanh nhá. Ui, có một thằng kia nó chạy anh em. Ui. Còn một thằng cuối cùng anh em ơi, nó đây này. Mong là nó không nhìn thấy mình, nó nhìn thấy nó trước nhá. Đấy mày chưa có nhà xe, bây giờ mình sẽ nằm luôn đây nhá. Đấy, nằm xuống, cứ vậy ngồi trước. Ngồi để kiểu như xác định vị trí trước, xong rồi mình nằm. Ui thằng này nó vào bụi quả anh em.
Ôi chết toai rồi, không biết là nó nhìn thấy ai trước đây. Mong là nó nhìn thấy cái thằng niên kia trước nha bạn. Ôi đây, đây, nó đây rồi. Ui, giết này, giết nó đi, nó mới quá, ui, may quá anh em ơi. Ok anh em nhá, thì mình đã là người sống sót cuối cùng rồi nhá. Đấy, thì cái ạc này sẽ là ạc của mình nhá. Đấy, thanh niên kia mày còn có lời gì để chăn chối không? Mai mày đưa ạc cho tao nhá, bây giờ tao dành cho một rồi. Ok, được rồi, tí ta sẽ gửi ạc game cho mày. Nhưng mày nhớ, mày không được lấy nhá, mày phải tặng cái ạc này cho fan nhá. Tất nhiên, cái ạc của mày ta sẽ tặng fan tao chứ tao lấy làm gì, tao có ạc rất là xịn xò rồi. Thì bây giờ mày đưa tao ngay khẩu súng để tao kết liễu mày đây. Top 1 đây là của tao rồi. Ok nhá, mình sẽ xử lý luôn thằng này này. Kini Wini này. Ok nhá, thì clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Thì anh em nhớ đón xem cái clip mình review cái ạc Kini Wini vào ngày mai nhá. Bye bye nhá.